Hôm nay mình sẽ cho các bạn biết học ở trường quốc tế Anh Việt BVS Hà Nội xịn sò đến cỡ nào. Bên ngoài giản dị, bên trong nhiều tiền. Trường sở hữu hẳn một máy cắt laser Golden Micron. Các bạn có thể cắt và khắc họa tiết trang trí lên nhiều vật liệu. Khi cắt thì nó sẽ phát ra lửa. Đây là sản phẩm của mình cắt được và khắc ra từ chiếc máy này nè. Bên cạnh còn có máy in 3D xịn sò, nhìn cứ như thời đại 5.0 giống mọi người. Tiếp theo dẫn mọi người đến phòng vật lý hóa học với một kho trang thiết bị đồ sộ như tủ hút mùi để làm những thí nghiệm với chất dễ bay hơi. Ví dụ như là ammonia. Kế bên là hệ thống chemical cabinet, chỉ đơn giản là để bảo quản hóa chất thôi đó mọi người. Bất ngờ hơn là còn có cả tủ đựng hóa chất dễ bắt lửa. Nếu xảy ra cháy, đám cháy sẽ chỉ cháy trong tủ. Rồi còn có cả thùng đựng axit bằng nhựa cứng và các hút axit nữa nè. Bên này còn có cả máy ly tông dùng để tách chất dựa vào khối lượng riêng, trị giá 780 bảng Anh đó cả nhà. Trên lý thuyết thì là 10 điểm rồi đó. Để mình thử thực hành xem như thế nào nhé. Giờ mình sẽ làm thí nghiệm phản ứng giữa axit và bazơ dùng chất chỉ thị thay đổi màu. Nên sẽ thấy màu thay đổi khi nhỏ dung dịch. Chắc cái này ai cũng biết rồi nhở. Ô cái gì nè mọi người? Máy vệ sinh thiết bị thí nghiệm bấm một phát là được hết luôn. Xịn sò thật sự. Đặc biệt là trường còn có cả hệ thống chống bỏng nữa nha. Nằm bên cạnh phòng thí nghiệm vật lý hóa học, không khi có sự cố bỏng cháy khi làm thí nghiệm. Học nhiều cũng mệt rồi, giờ dẫn mọi người xuống căng tin ăn trưa nhé. Thực đơn hôm nay mình sẽ được ăn đậu xào, cá chiên, khoai tây bỏ lò phô mai, đậu phụ với thịt và một tô phở nữa. Kế bên còn có quầy lai, salad và các món ăn kèm. Và khi ăn xong thì các bạn học sinh phải dọn dẹp đồ ăn của mình đúng nơi quy định, nên ý thức của các bạn học sinh tại đây rất là tốt. Ăn xong rồi dẫn mọi người đi tập thể dục đốt calo nhé. Trường có một sân bóng đá thể thao ngoài trời, một sân bóng rổ và có cả sân thể chất siêu to trong nhà nữa. Nếu không thích bóng đá hay bóng rổ thì các bạn có thể đi bơi ở hồ bơi bốn mùa siêu rộng, siêu xịn. Không cần là sinh viên thì các bạn mới được học AI Photoshop, mà các học sinh tại trường quốc tế Anh Việt đã được học AI từ rất nhỏ, đặc biệt là học trên MATLAB nha mọi người. Còn gì để nói nữa. Tiếp theo mình sẽ dẫn mọi người đến một nơi chắc chắn mọi người sẽ thích, đó chính là lớp học vẽ. Học sinh ở trường chủ yếu được học vẽ truyền thống, còn có cả máy cắt giấy nè mọi người. Thích vẽ bằng chất liệu gì sẽ có chất liệu đó để vẽ, rất là nhiều màu cho mọi người lựa chọn nha. Đây là sản phẩm mà mình vẽ được nè mọi người. Chắc phải đổi nghề làm họa sĩ bán tranh quá.